Sen. Kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả về tiếp tục về với Long Khánh và cùng khám phá các quán ngon Long Khánh nha. Ở đây là đường Hồ Thị Hương, số là địa chỉ là 235 Hồ Thị Hương, phường Xuân Thanh, Long Khánh, thành phố Đồng Nai. Và đây là một cái quán cơm gà mà được các bạn đội ngũ Coleman Food nước mắm Sài Gòn ở tại Long Khánh giới thiệu. Cơm gà chiên nước mắm nghe nó xuất sắc lắm. Cơm gà mang tên kê kê, kê kê là gà gà. Rồi bước vô, mới vô thấy cái quầy, thấy cái tủ thấy là mê rồi. Đó, nhìn thôi là đủ đủ phê rồi. Đó, này gọi là window shopping, nhìn đặt hàng qua gì đó, đặt hàng qua gì đó, cửa kính, qua cửa sổ. À, giờ là không có cái món dưa leo muối nó ngon quá đây. Chịu ăn luôn hả? Không có tiền. Không có tiền. Dạ được không? Cho miễn phí phải không? Cho miễn phí vô á. Rồi mời. Dạ đang quay nè. Không có tiền cơm luôn, giờ vô quay. Nói trước để mất cướp đồ này. Mất cướp cái gì trời ơi, tự nhiên nó mới vui. Nó chơi với trời anh ơi. Ôi, cơm gà da giòn. Rồi, gà chiên nước mắm da giòn nha, xuất sắc lắm nha. Ôi, ôi nhìn cái hai cái chảo và chà bá lửa luôn nè. Ôi là. Đảo lên cho nó hấp dẫn. Wow. Ôi ôi. Rồi ở đây toàn là thiếu nữ không à. Đảo cái chảo cơm này lếu mà nổi chuột luôn á. Cái tay gồng luôn dữ dằn. Ơi, cơm gà chiên nước mắm, cơm gà chiên giòn. Cơm gà da giòn hả? Oh wow, đổ. Ồ, là gà chiên đâu, đâu thấy gà chiên đâu đâu. Gà chiên đâu đây rồi, ok. Không sao, dạ, dạ. Rồi, cái quán này sao lấy màu đỏ không người ta? Ngay đúng cái màu tôi thích luôn á. Quán rất thoáng mát luôn bà con, cô bác thân mến. Rồi đưa ra đây, đó cơm ra cơm. Ai nhìn đây cái dĩa cơm gà, ôi cái màu kìa. Cái màu giờ chiên nước mắm mà. Vừa má vừa đùi. Có một dĩa cánh nha. Trời ơi một dĩa băm mấy ngàn à. Quá chất lượng. Trời ơi. Cánh gà không? Ôi. Rồi cái đó cái gì vậy, ngon vậy? Trời ơi gốc tư bự quá vậy. Wow. Rồi hấp dẫn lắm luôn. Rồi thôi cho anh dĩa ức gà đi. Có ức không? Cho anh dĩa ức với cánh đi. Ức cánh chiên nước mắm. Ức cánh chiên nước mắm. Rồi. Trời ơi cái cù lẳng ngon quá. Mày chín luôn nha. Mày chín luôn không? Ừ. Dạ chín luôn rồi, đi có chú gọi ha. Ức cánh chiên nước mắm, dạ chào chị. Cánh này xong qua kế bên bò ngon nhức nách luôn, bò bít tết. Bò bít tết ngon nhức nách luôn, kế bên luôn hả? Ừ. Thôi trời ơi ngon. À, bữa sáng đông lắm hả? Bít tết bò hoa hay là gì? Không ở nhà. Là chung một quán luôn hả? Dạ. Là của một chủ luôn hả? Dạ không chị. Chị hả? Ok. Rồi. Ủa quán mình bán từ sáng tới chiều tối luôn hả? Sao em? Dạ không anh. Ba đi cốc tư đi thôi. 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều. 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Buổi chiều từ 4 giờ tới 8 giờ. Ồ. Ngày thường này chứ có phải chủ nhật là đông hơn. Trời ơi vậy mà người chưa chịu đông nữa, không dạ có chỗ không ngồi luôn nè bà con ơi. Không. Dạ. Phải bốc số trời ơi. Quán mà bốc số luôn là vui dạ không? Quán bốc số.
Là ăn cơm gà chiên nước mắm mà đi muốn ăn là phải bốc số. Trời ơi, vui không? Không kịp chồi luôn đó. Giờ chị. Rồi cái này mình chơi game cũng được nè. Đó, ai bốc số lớn hơn thì được ăn miễn phí nè. Đó. Ai bắt số lớn hơn được ăn miễn phí nha. Số 31 nha. Số 30 nha. Đó, ai bốc số 31 là trả tiền ra là số 30 trả tiền số 31 nha. Đó, vui á. Đi mấy vòng luôn á. Đi mấy vòng luôn à. Đây là ngày thường, thứ ba là nhắm nhất trong tuần đó. Rồi rồi, ok, vậy cho anh một anh ra bàn ngồi ăn nha. Rồi rồi, anh ra bàn ngồi chơi nha. Rồi rồi. Đây, ba cái đùi đây. Trời ơi, nhìn cái màu. Ồ, nước cái màu mà gà chiên nước mắm đó nè, trời ơi. Sao mà chịu nổi. Trời ơi. Những tín đồ của gà chiên nước mắm. Trong đó có tôi. À. Xin cái chai tránh tương. Rồi, cảm ơn em. Rồi, sau đây mình sẽ nêm nếm theo cách ăn của Coleman nha. Đó. Đầu tiên là ớt ha, bà con mình thấy được phải không? Xong ít nước tương vô. Dạ, cái này mà có nước tương đậm đặc của mình rồi thôi, xỉu luôn. Đó. Hôm nay mình rất là vui tại vì các bạn ở đội ngũ bán hàng ở Long Khánh mời mình đãi mình chầu này. Mình không có phải trả tiền, rất là vui. Trước giờ mình đi đâu mình cũng bị trả tiền hết. Hôm nay là các bạn này không có trả, không cho mình trả tiền. Mình rất là hạnh phúc. Dạ nói đùa thôi chứ lát cũng mình cũng trả tiền hả? Trời ơi. Ở đây thì theo như chia sẻ của chủ quán là cái quán này là 100% là gà tươi, không sử dụng gà đông lạnh nha. 100% gà tươi. Ở đây mình sẽ thử cái cơm này trước. Đó. Khỏi cần chan nước tương luôn. Bình thường là cái vị nó đã vừa rất là vừa ăn rồi. Đặc biệt cái da nó rất là giòn, có vị chốt chua chua ngọt ngọt, cái khác biệt cũng khác, cá chiên cái da nó khô. Còn ở đây cái sốt, có cái sốt chua chua ngọt ngọt, mình nghĩ là có nước tắc, chắc chắn có tắc. Mắm cái mắm nhuyễn này chắc chắn có tắc rồi đó, vì nó chua chua ngọt ngọt mà nó dịu, nó không có gắt, nó không có chanh. Là nhân sinh mời. Ồ, đây là cái dưa leo nãy mình thấy rồi đó. Dưa gà muối giòn, vừa giòn vừa chua chua nhẹ. Thôi em không quay. Quay qua đây nè, đây là bạn này giới thiệu Coleman ở quán này nè. Đó. Bác những anh nào mà muốn về cộng tác bán hàng với nước mát Sài Gòn đó, các nhân viên bán hàng của nước mát Sài Gòn cỡ này sẽ lên không á. Người Long Khánh luôn. Ừ.
lên sóng hết nha, chuẩn bị tốn nha. Rất là ngon. Cảm ơn anh mà, cảm ơn anh biết cảm ơn. Đúng rồi. Xuất sắc rồi, từ da gà chiên giòn, bóc luôn, bóc luôn, đúng rồi, trời ơi. Ở đây có món da gà chiên giòn nữa, có thể order thêm, hay mình gọi tóc mỡ, mình gọi da gà chiên giòn. Có dùng nước giờ làm nước rau không có thời gian để mà đi khám phá ẩm thực hết. Nên đợt này có dịp ở đây là rất là ngon mà chỉ thiếu đúng một hướng nước uống thôi, nước mát Sài Gòn. Ước gì có một chai nước mát Sài Gòn đang hết thảy luôn, đang ước cái có liền nha. Thôi dẫn bạn á. Cảm ơn. Cái dài dầu ngon quá. Giữa bình thường là 30 mấy ngàn, 38 ngàn. Nhưng mà nếu mà hai thì chắc là hơn chút xíu. Nước sốt ngon thần thánh. Vì chủ quán rất là dễ thương đấy, ra mà sao anh không báo trước để em make up lên cho đẹp. Thôi lẹ quá. Dạ, đó cũng là đội ngũ bán hàng của nước mát Sài Gòn đó. Trời ơi. Ác quá rồi mà Lâm ơi. Chơi bất ngờ quá mấy em nó không có giữ kẻ kịp. Ăn xong không? Ăn nghĩ ăn gặm. Trời ơi. Kỹ thuật ăn gà ngon. Theo kiểu người Long Khánh. Đây.
Rồi nha, lỡ nha. Đó mà lên sóng mà bố mà không kiếm chồng một cái gì nha. Nhìn thấy nít ăn nó sợ quá đó. Con gà phát bốc ngon. Có lại luôn. Giờ chị nói em mới biết chứ. Trời ơi. Cái gì hiểu. Tao thêm cái hành lý đó. Cảm ơn. Con sốt ngon quá bà chủ. Cái sốt nó ngon quá. Cái này mấy bạn trẻ rất thích luôn á. Đó rồi mình ăn bên kia đang chụp hình mình rồi, gấp mình rồi. Đúng rồi. Thấy mình ham ăn quá. Ở Long Khánh có quán nào ngon nữa bà con các bác nhớ để comment bên dưới. Dạ. Để coi mang đi ăn nha. Dạ. Cái thành phố Long Khánh này đặc biệt nhỏ hơn. Và bà con các bác á, bà con các bác rất là dễ thương và rất là cởi mở, rất là vui vẻ, rất là hiếu khách luôn. Và đặc biệt món ăn rất nhiều quán ngon. Bà con bác mình ở về Long Khánh mà buổi trưa đi ăn cơm gà ghé thử cái quán cơm gà chiên nước mắm kê kê. Thưa địa chỉ là 235 đường Hồ Thị Hương, phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh. Bên đây người ta còn đang kiếm địa chỉ, mình đang làm địa chỉ mà do Long Khánh mà không biết luôn. Đi kiếm không biết nằm đâu luôn. Oh yeah. Đây những địa chỉ. À, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý bà con bác nha. Dạ. Nước mát Sài Gòn đã về với thành phố Long Khánh mến yêu. Bà con bác ủng hộ comment nhé. Dạ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.